chào toàn thể mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của mình. Thì vừa rồi thì đoàn thiện nguyện của mình cũng đã trao gần 40 xuất quà cho bà con xã Khoe Non tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Thì hiện tại thì đoàn nhà mình đang đi vào bản Chế Hạng của xã Khoe Non. Đang đi vào để xem là các hộ gia đình bị ảnh hưởng lũ mọi người ạ. Ok, xong rồi mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Bây giờ đoàn nhà mình sẽ đi xuống bản. Đây nhé mọi người nhé. Cái dòng sông rất là lớn. Vừa rồi là mưa 4-5 ngày nên là một cái sức công phá của nó rất là mạnh. Mưa lũ. Ở đây các hộ gia đình là thiệt hại về hoa màu thì rất là nhiều. Hầu như xã Khoe Non là bị ảnh hưởng hoa màu là cũng khá là nhiều diện tích nhé mọi người nhé. Đây. Còi. Tay xe đang đi xuống. Đây, đường chỗ này rất là khó vào nhưng mà xe thì vẫn vào đến tận nơi nhé. Ở đây có mấy hộ gia đình rất là gần sông suối. Đây là có cái cầu treo. Cầu treo của bản Chế Hạng. Đây có mấy hộ gia đình ngay gần sông suối này luôn mọi người ạ. Đây, bây giờ đoàn nhà mình sẽ quay xe ở đây. Đây là cầu treo nhé mọi người nhé. Đây là cầu treo của bản Chế Hạng nhá mọi người nhá. Đây mọi người có thể thấy là 4-5 hôm vừa rồi là cái dòng sông này nó lượng nước từ thượng nguồn về rất là nhiều. Đây mọi người có thể thấy sức công phá của nó thì khá là lớn. Nói chung là hoa màu của bà con xã Khoe Non là thiệt hại rất là lớn. Hiện tại mình đang đứng trên cây cầu của bản Chế Hạng. Ở bên kia là còn 3 đến 4 hộ dân nữa. Và đi xuống còn có mấy hộ dân ở khu ven sông. Đây mức nước rất là lớn. Những cái tấm bê tông kè chắn như thế này là bị đổ hoàn toàn. Giờ mình sẽ đi vào xem là chỗ cái nhà văn hóa của bản Chế Hạng. Mưa lớn vừa rồi là có làm thiệt hại là treo móng và trôi một số thiết bị. Cái xe đang quay đầu đây. Giờ sẽ vào xem cái nhà văn hóa nhé mọi người nhé. Đây là nhà văn hóa của bản này, làm ngay ở gần sông luôn. Cái nhà này thì mới làm đúng không anh? Đây là nhà văn hóa. Vâng. Vừa mới làm và chưa được bàn giao. Chưa được bàn giao. Nhưng hiện nay bây giờ bên trong đã bị sụp hết rồi và có thể là đổ sập bất cứ lúc nào. Coi như là điểm này là bỏ rồi đúng không? Phải bây giờ phải đi tìm. Bắt buộc là phải đầu tư mới. Vâng, vâng. Cái nhà này mới xây nhưng mà chưa kịp bàn giao thì bây giờ hiện tại là đang công trình đang bị hỏng rồi, hư hỏng nặng rồi, không sử dụng được nữa.
Thực sự là gần sông suối này rất là nguy hiểm mọi người ạ. Đây mọi người có thể thấy là cái dòng sông nó rất là lớn, lượng nước rất là nhiều từ thượng nguồn đi xuống. Đây là cái nhà văn hóa vừa được đầu tư trong năm nay. Nhà văn hóa là hiện đang mất trụ hoàn toàn. Vâng. Và đã bị điện. Coi như là không sử dụng được nữa rồi nhà. Đây mọi người nhé. Là bị treo hết móng rồi. Ở gần ngay giữa sông, cạnh con sông này. Đấy bên kia là mấy hộ gia đình nữa ở gần sông rất là nguy hiểm. Đây mọi người ạ, đây là cái nhà văn hóa vừa mới đầu tư xây dựng trong năm 2023 này, ngay đầu năm trong năm nay, mà do ảnh hưởng mưa lũ thì hiện tại là bị cuốn trôi móng rồi, coi như là sập hoàn toàn, cái nhà không sử dụng nữa, mà cái công trình này mới đầu tư, chưa kịp bàn giao thì đã bị mưa lũ gây ảnh hưởng. Coi như là đi hết chỗ này. Chung là cái công trình này chỉ bỏ thôi, bây giờ không sử dụng được nữa rồi. Xây móng rất là kiên cố và rất là chắc chắn. Đây, mọi người có thể thấy là cái móng rất là sâu nhá. Nhưng mà cái sức công phá của nước quá là lớn. Công trình chưa kịp bàn giao đã bị nước lũ là gây ảnh hưởng rất là nặng nề luôn mọi người ạ. Đấy, treo móng coi như là bị hỏng hoàn toàn cái công trình, chưa kịp bàn giao. Và đây mọi người nhìn thấy không, con sông rất lớn. Cái này mưa xuống là rất là nguy hiểm. Giờ mình sẽ đi sang bên kia. Mọi người có thể thấy là sức công phá của nước đây. Một cái nhà văn hóa nó mới như thế này mà hầu như là cuốn trôi hết cái phần móng. Quét đục luôn mọi người ạ. Đây. Trước là có một con đường đi qua đây. Cái thằng tăng cả để qua quá. Đây có con đường đi qua đây. Nhưng mà so với sức công phá của nước thì không thể nào là đỡ được mọi người ạ. Cứ để mấy hộ gia đình mấy cân lấy nó à, lấy nằm à. Dạ hết nơi ạ. Hơn tan ơn à? Hơn là càng trường đấy. Dạ là nhà. Ờ là càng trường quá. Ở đây thì có một gia đình là
một người là bị nước cuốn trôi ở đây. Thì đoàn bây giờ cũng sẽ lên thăm và động viên gia đình. Đây, anh em trong đoàn cũng đang vào. Rất là nguy hiểm. Đấy, thì bây giờ đoàn sẽ vào thăm gia đình nhé mọi người nhé. Đây, gia đình vừa có người mất là bị lũ cuốn trôi. Thì tập thể anh em đang lên để thắp hương động viên gia đình. 27 đoàn cũng đã đến chia buồn với gia đình nhé, gia đình bà đã bị nước cuốn trôi, thực sự là những mất mát nó quá là đau thương mọi người ạ. Nhưng mà với tấm lòng của các anh chị trong đoàn thì cũng chia sẻ được một phần nào. Đoàn bây giờ chuẩn bị di chuyển đi ra ngoài mọi người ạ. Cũng đến đây là cũng khảo sát về cái nhà dân và nhà văn hóa, cũng như là đi thăm gia đình người không may bị lũ cuốn trôi. Bây giờ đoàn mình sẽ di chuyển đi ra ngoài. Hôm nay mọi người đi cả ngày nên là cũng khá là mệt. Đoàn vừa đi ra ngoài đang phát bánh kẹo cho bọn trẻ con ở đây. Đoàn mình cũng chuẩn bị di chuyển về huyện mọi người ạ. Hôm nay thì thực sự cũng khá là mệt rồi. Đi hai xã Tà Mung và xã Khoai Non. Mình đi từ sáng từ 7 giờ, bây giờ là vừa về nhà chắc cũng phải hơn 6 giờ, gần 7 giờ tối mới về đến nhà mọi người ạ. Hôm nay thì thực sự là có một cái chuyến trải nghiệm đi vào, nói chung là tuổi ít lòng nhiều và ủng hộ bà con vùng lũ.